Chào mừng toàn thể các quý cô chú anh chị các bạn đã đến với shop Hoa Lan Hoàng Nhung tại Hải Dương. Hôm nay phiên 14 tháng 11 năm 2022, bên cơ sở nhà em cập bến thêm rất là nhiều dòng hàng lan đẹp, những dòng hàng lan mới, dòng hồ điệp, denzo và những dòng địa lan. Hai số điện thoại để đặt hàng là 0393998895 hoặc 0966121377. Nhà em nằm ở địa chỉ là khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Gia Lộc, Hải Dương. Ngoài ra bên cơ sở nhà em có bán thêm cả những chế phẩm phân bón, phân thuốc dành cho hoa lan nhé. Và trong quá trình đặt hàng, các bác muốn tư vấn bổ sung thêm dòng phân thuốc nào thì các bác gọi điện trực tiếp ạ. Hôm nay thì ngập tràn rất là nhiều những dòng đen đô nắng ạ, những dòng hàng chơi xuân chơi Tết đấy. Mọi người có thể ghé qua cửa hàng để lựa chọn cho mình những giò lan đẹp nhất đó. Nhà em thì về liên tục và cập bến cho các bác liên tục tất cả những mặt hàng đen đô nắng đấy ạ. Hôm nay thì có những cái chậu đen đô nắng đang có hoa, các bác thấy chưa, cái vòi hoa của đen đô nắng này nó siêu dài luôn. Đây là cây nhện đỏ nhá mọi người nhá, cho mọi người xem cây nhện đỏ nhá, mọi người xem cảnh rất là bay. Và sau đây thì em đi điểm qua lần lượt từng loại nhé. Rồi thì có bác hỏi ấm trà cối xay ạ, bởi vì bác bảo là mua về để tặng thầy cô giáo. Thực ra thì cái hàng ở trong kho hết rồi, hôm nay thì em lấy thêm một lô hàng mới ạ. Hôm trước có một lô hàng trong kho thì em đã bán hết hàng rồi, nhưng không nghĩ là các bác lại yêu thích cái dòng ấm trà này thế. Thực ra đóng gói rất là cẩn thận. Cái ấm trà này nó có bao bì bọc ở ngoài này đó, đây em mở cho mọi người một bộ nhá. Đây là cái bộ ấm trà cối xay và cái hoa màu của nó là màu lục, màu xanh lục. Đây gọi là ấm trà cối xay lục bảo ạ. Cái bộ sản phẩm này gồm 6 chén này, một chuyên này, một ấm trà đó. Cái bộ này là bộ cối xay các bạn. Đó, loại này nhìn nó rất là nhìn nó vừa cổ điển nó vừa hiện đại. Cái bộ này hiện tại là em bán cho mọi người là bao nhiêu ta? Hàng Tết vừa rồi em bán 350 một bộ miễn ship, nhưng hôm nay thì thôi. Bộ này em trong kho em còn tầm đâu đó tầm mấy chục bộ thôi. Em sẽ vừa bán vừa tri ân khách hàng là 300.000 miễn ship nhé. Cái bộ ấm trà là 300.000 miễn ship, gửi đi này em có đóng gói cho các bác. Đây, cái hộp nguyên tay nguyên đi kiện và có cho mọi người một cái hộp bọc ở ngoài để các bác về các bác mang đi biếu. Nó dễ dàng. Đó, 300.000 một bộ ấm trà cối xay lục bảo và có miễn phí ship. Có mấy còn mấy chục bộ thôi. Năm cái trắng hậu hồng hôm nay thì em về một chậu rất là nhiều thân. Đó, cực kỳ là nhiều thân. Nếu mà các bác lấy những chậu thân dài thì nó ít thân hơn, còn nếu mà lấy những chậu thân ngắn thì nó sum xuê nhiều thân lắm ạ. Và đang trong quá trình là xuống lá để chơi hoa các bác nhé. Nhiều chậu thì em đã bắt đầu thấy là sưng lên những cái mắt nụ rồi ạ. Nhiều chậu những mắt nụ sưng lên khá là rõ rệt rồi đây này các bác. Đấy, có những chậu xuống lá gần như là hoàn toàn. Đó, đây các bác này, mắt nụ của nó đây. Đấy, có những chậu mắt nụ sưng lên rất là rõ. Đó, và em bán một cái chậu 5 cánh trắng họng hồng chơi hoa Tết này và hoa rất là thơm này với giá bao nhiêu? Hôm nay sale cho mọi người nhé, bình thường là 220, 250, hôm nay chỉ có bán 180.000 thôi. Hôm nay chỉ bán 180.000 nhá, một chậu cực kỳ là nhiều thân. Các bác ơi, hôm nay 5 cánh trắng hậu hồng nhà em bán đại hạ giá cho các bác, bởi vì hàng hôm nay nhà em về nhiều quá nên là em sẽ sale cho một số mặt hàng dù mới về chưa bán một tí nào luôn, cũng bán với giá rẻ luôn nhá. Và hôm nay thì ngoài họng hồng thì em có về cả một lô hàng chớp Mỹ ạ. Chớp Mỹ thân dài hơn và cây chớp Mỹ thì nó sẽ không nhiều thân như họng hồng. Tuy nhiên thì các bác biết là cái dòng chớp này ngày xưa ấy, để mua một thân chớp Mỹ này rơi tầm 600-700 nghìn một thân. Ví dụ như một thân này là thân cây trưởng thành để cho hoa năm nay này là 600-700 nghìn. Và bây giờ với giá thành hiện tại thì nó cũng rẻ hơn nhiều, nhưng mà cũng rất là đáng để chơi, bởi vì dòng chớp Mỹ này hoa rất là đẹp. Em bán cho các bác một chậu trung bình 4 thân nhé. Một chậu trung bình 4 thân, có chậu 3 thân thì nó thân dài, còn chậu 4 thân thì thân nó đều như thế này. Nhưng mà đảm bảo các bác là bao đẹp luôn. Và không bán theo thân mà bán theo chậu, chỉ có 180.000 thôi. Hôm nay bán đồng giá, chớp Mỹ và họng hồng đều 180.000 một chậu. Chớp Mỹ thì đang trong thời gian xuống lá, còn họng hồng thì gần như là xuống lá hoàn toàn. Đây là những cái chậu họng hồng này, mắt nụ đang sưng này, đó. Họng hồng gần như xuống lá hoàn toàn, đó. Còn chớp Mỹ thì chưa xuống lá hết nhé. 180.000 đồng một chậu. Tiếp đến dòng hồ điệp ạ. Hồ điệp hiện tại nhà em thì đang cập nhật rất là nhiều những màu sắc, và có những lô hàng nào những cái màu đặc biệt thì em cũng sẽ nhập về để phục vụ các quý cô chú anh chị để sưu tập những bộ hoa mà hoa hồ điệp mới nhất và hot nhất. Trước mặt các bác đó chính là dòng hồ điệp đỏ huyết long. Cái dòng hồ điệp đỏ huyết long này hoa của nó màu tím đậm này. Đấy, với cánh của nó là phía chớp ở ngoài là tím phớt. Hoa của nó rất là đẹp và dòng này là cây của nó cây lá mít nhé các bác nhé. Hồ điệp đỏ huyết long này cây lá mít này, lá rất là tròn xoe. Đó, em về duy nhất có một thùng thôi ạ, không có nhiều. Đấy, hồ điệp đỏ huyết long màu rất là đậm đà, rất là đẹp. Đấy, nó không phải là một màu tím nguyên
Đấy, nếu mà một màu tím nguyên thì nó rất là bình thường, nhưng đây là như kiểu là màu đỏ xong màu tím, màu tím chớp viền trắng ở ngoài đấy ạ. Một chậu đỏ huyết long này, hàng có một gồng hoa và lá mít này thì em bán với giá là 85.000 đồng một chậu nhá. 85.000. Cái hàng này là hàng mặt hoa đặc biệt nên là có duy nhất một thùng. Điệp trắng tuyết thì em chỉ còn duy nhất vài chậu thôi ạ. Hồ điệp trắng tuyết thì cái mặt hoa của nó rất là đẹp, hoa của nó màu trắng tinh khôi với lưỡi của nó màu tím đậm. Đó. Dòng là dòng hai ngồng hoa. Đó. Hai ngồng hoa và nó cũng sẽ phân tay phân nhánh nhá. Nó đang phân tay dần dần. Đây ạ, các bác nhìn nhá. Các bác lưu ý là có những cây này nó chưa phân tay. Tại vì sao ạ? Hoa của nó mới lên, nó chưa phân được hết. Nó phải phát triển, nó phải phát triển, nó ngồng nó to, nó dài như này thì nó bắt đầu nó phân hết tất cả các tay. Đây, cái nụ ở bên đây nó phát triển chưa hết thì nó chưa phân tay các bác nhé. Thì các bác nhận hàng các bác lưu ý giúp em. Đây ạ, có cái thì phân tay rất rõ, cái hoa này nó ngắn, nó chưa phân hết được tay. Một chậu hai ngồng hoa như vậy. Đây là hồ điệp trắng tuyết cốc 3.5, loại này thì là cốc 3.5. Thì em bán với giá là bao nhiêu ta? 140.000 một chậu nhá. Còn ít ạ, 140k. Hồ điệp trắng tuyết hàng hai ngồng hoa. Đây đỏ huyết long thì có ít ạ, chắc là đâu đó tầm 100 cây thôi ạ. Hồ điệp vàng lưỡi đỏ, hôm nay thì em về cái dòng hồ điệp vàng lưỡi đỏ này, hoa của nó rất là đẹp, cái màu hoa màu vàng đậm, màu vàng suộm với cả cái lưỡi của nó màu đỏ đậm luôn. Cái dòng này thì thân của nó thân lá màu tím ngắt nhá mọi người nhá, lá tròn đẹp. Hôm nay thì em xuất cho mọi người cái chậu một ngồng hoa như thế này. Rất là đẹp, chỉ có 70.000 một chậu thôi. Cái hàng này thì hoa từ giờ chơi đến Tết Dương thoải mái ạ. 70.000 đồng một chậu hồ điệp vàng lưỡi đỏ. Hồ điệp lá biên phát tài. Cái dòng hồ điệp lá biên hôm nay em về rất là ưng ý luôn mọi người ơi. Thì cái lô hồ điệp lá biên phát tài này, hàng hôm nay thì sẽ có rất là nhiều ngồng nụ nhá. Hàng này đảm bảo các bác là chuẩn Tết. Bây giờ các bác mà lấy cái nụ nó mới nhu nhú chỉ còn 1cm thì cái này nó sẽ sơ xuân. Còn những cái hàng mà nhú nó dài dài như vậy là các bác chơi hoa chuẩn Tết luôn. Cái lá biên ngày hôm nay thứ nhất em cũng sẽ giới thiệu qua, đó chính là cái cây của nó rất là to, nó không phải là cây bé bé đâu. Cây rất là to các bác nhé. Cây to và thứ hai là biên của nó khá là nhiều. Dòng lá biên này sẽ có hai màu, một là màu tím đậm, hai là màu tím kẻ. Cái này thì nhà vườn người ta để lẫn lộn thì em cũng không chính xác được, nhưng mà em sẽ nhặt các bác những cái cây đẹp nhất có thể. Đây, ngày hôm nay cái độ biên vàng của nó rất là to luôn, các bác thấy chưa? Cái này thì hàng lá biên thì tất nhiên nó phải đẹp cả thân cả lá và cả nồng hoa rồi, nên em sẽ lựa các bác những cây không lỗi lá. Và hàng này thì em xin phép bán như sau. Đối với những hàng hai ngồng hoa em bán chỉ có 65.000 thôi ạ. Hai ngồng hoa chỉ có 65.000 đồng một cốc thôi. Còn đối với những loại ba ngồng hoa như thế này là 70.000 nhá, hơn 5.000 một chậu. Hồ điệp thì bán nó chỉ chênh nhau chỉ vài nghìn thôi. Nên những hàng ba ngồng hoa là 70.000. Còn những cái hàng bốn ngồng hoa các bác nhá. Những hàng bốn ngồng hoa, đâu những cái khay bốn ngồng hoa. Hàng bốn ngồng hoa thì là 70.000. Đây ạ, cái hàng bốn ngồng hoa là 70.000 đồng một cốc nhá. Đây ạ, bốn ngồng đây, hai này, bốn này. Đó. Các bác lưu ý nhá, em sẽ có ba mức giá. 75.000. Hai ngồng hoa là 65, ba ngồng hoa 70.000, bốn ngồng hoa là 75.000. Cái này nó sẽ chia theo là số lượng ngồng hoa các bác nhé, tại vì đây ạ, cây của nó rất là đẹp. Ví dụ chậu bốn ngồng hoa này, 75.000. Chênh nhau 5.000 đối với một ngồng nhá mọi người nhá. Hàng lá biên hôm nay thì đây ạ, cốc này người ta chuẩn bị sang cốc 3.5, mà em nhớ lá biên mà đã sang cốc 3.5 thì cả 150 một chậu thôi. Làm gì có giá một nửa giá so với giá bình thường. Đây lá biên em về rất là nhiều. Lô này quá là đẹp luôn, biên lá này. Đây châu hồng cánh sen, hàng lá mít rất là đẹp nhá mọi người nhá. Cái lô hàng này phải nói là quá là chất lượng thực sự luôn. Các bác nhìn này, bản lá mít rất là đẹp mà cây nó lại còn to cơ. Hàng này người ta trồng trong bảng gỗ, bởi vì em có nhập nhiều lô hồng cánh sen. Nó sẽ có những cái lô nhà vườn người ta trồng trong bảng gỗ, có những lô người ta đã lên chậu. Cái lô này chuẩn bị người ta lên chậu nhá. Khi đã lên chậu thì cái giá trị của nó cao hơn nhiều lần lắm ạ. Đây ạ, một cây hồng cánh sen to đẹp và nhiều cặp lá, bản lá mít như thế này. Bình thường hàng chậu gỗ đã rơi tầm 300, hơn 300, nhưng riêng hàng bảng này các bác mua cây của nó cũng tương tự như vậy thôi, nhưng mà giá thành lại rẻ hơn gần như là nhiều ấy ạ. Em bán chỉ có 200.000 một chậu thôi nhá, 200.000 một bảng này. Đai châu hồng cánh sen, bản lá mít rất là đẹp đấy ạ. Hàng này hàng chuẩn hoa nhé, chuẩn hoa màu hồng cánh sen ạ.
Tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác một cái dòng hàng Dendro, phải nói là cực kỳ là được mọi người quan tâm. Đầu xuân em có bán một lô hàng này rồi, lúc đấy nó đang đi ngọn và lúc đấy chậu nó chỉ có một thân thôi. Đây ạ, đầu xuân là chậu nó chỉ có duy nhất một thân, nó cao tầm như thế này. Đó, mọi người có thể theo dõi những cái phiên bán hàng đầu xuân của em là một thân này là đã rơi tầm 190 một thân rồi. 190.000 một thân mà lúc đó còn chưa có mầm gốc hay gì đâu ạ. Hôm nay thì em bán cho mọi người cái lô hàng này là nó đang xuống lá nhé mọi người. Mọi người nhìn này, thắt ngọn hết tất cả. 100% là đã thắt ngọn và đang xuống lá dần, chuẩn bị đã đơm lên những cái nụ. Dòng này là rất là sai hoa. Nó là dòng hoa màu vàng tươi với cánh viền biên như cái màu trắng này. Và cái họng của nó mắt màu nhung nâu nhé, nâu nhung. Em sẽ có đính kèm cho mọi người bán hoa rất là sai hoa, gần như là cái từ gốc đến ngọn. Hôm nay thì em có 7 chậu này nhé, em sẽ chia thành từng hình. Đầu xuân các bác mua 190 một thân mà đến cuối năm hàng Tết đáng nghĩa là phải đắt hơn, nhưng mà giá lại rẻ hơn lại nhiều nhé mọi người nhé. Đây cái holo hàng này các bác phải nói là nó rất là rẻ để các bác sưu tầm một cái dòng hàng Dendro, vừa đẹp về thân lá và vừa đẹp về mặt hoa. Em ghi hiệu đây là hình N1 này, hai thân, chiều cao tầm gần hai găng tay, 190.000 hai thân dài. Đấy, 190 đầu xuân có một găng tay rồi, gần hai găng tay. N2, một thân dài găng tay, một thân găng rưỡi, một thân gần hai găng tay. Chậu này 200, chậu này 3 thân, 200.000, đẹp chưa? Thân nù mập chưa? Hình số N3, 200.000, hai thân siêu dài đều nhau. Hai thân này phải hai găng tay rồi, đó. Hai thân này đều dài hai găng tay đều nhau, 200.000. N4, cũng 200.000 nhé mọi người nhé. Thân rất là mập, mập hơn ngón tay cái luôn. Các bác lưu ý là dòng bản chất, dòng Dendro vàng này á, cái thân của nó rất là to, nên đôi khi ấy, đôi khi những cái thân này nó sẽ hơi tách ra một tí. Gần như là cây nào nó cũng sẽ tách thân nhé mọi người nhé. Bản chất Dendro vàng, dòng Dendro lá biên này ấy, lô nào em về nó cũng bị tách. Đó, đây là bản chất cây bởi vì nó quá là mập, giống nó thế. 200.000, mã N5 cũng 3 thân rất là đẹp này. Rồi đẹp chưa, 200.000. Mã N6 3 thân cũng 200. Và mã N7 đây là dòng Dendro vàng lá biên, hoa màu vàng, mắt nâu nhung quá. Dòng này hoa nở rất là đẹp, 200.000. Đó, có 7 chậu rất là đẹp tuyệt vời luôn. Nhanh tay sưu tầm bởi vì chưa có lô hàng nào nó rẻ đẹp như này. Cái hàng này chắc chắn là chơi xuân Tết rồi. Hàng đột biến giá rẻ nha mọi người nhé. Nhà em thì bảo hành chuẩn nguồn gốc, chuẩn giống cho các bác luôn. Khi các bác mua hàng nhà em thì yên tâm về độ tin cậy nhé. Tất cả những dòng hàng này thì đều là lấy từ nhà vườn rất là tin tưởng mà người ta trồng rất là lâu năm rồi. Hôm nay thì với thời điểm hiện tại và với cái giá thành lan hiện tại, cái dòng đột biến nó rất là rẻ để các bác sưu tầm một cái kỳ hàng năm cánh trắng mà ngày trước khối người ước ao. Hôm nay thì vẫn là hai cái dòng cánh trắng quốc dân nhất, đó chính là năm cánh trắng HO và năm cánh trắng Phú Thọ. Và cái dòng năm cánh trắng HO Phú Thọ ngày hôm nay thì cây của nó chuẩn bị đến giai đoạn đứng ngọn rồi nhé, tại vì đến mùa nghỉ của cây rồi ạ. Một số cây đã chuẩn bị đứng ngọn và lô hôm nay thì cao mướt dài hơn lô hôm trước. Hôm nay thì những cái kỳ Phú Thọ, đấy, những cái kỳ năm cánh trắng Phú Thọ đây em bán 35.000 một kỳ thôi ạ, 35.000 một kỳ. Vừa rồi là bán 50 nhưng lô này em lấy rẻ hơn là bán 35.000 nhé. Nói chung là em nhập theo kỳ nên có kỳ dài kỳ ngắn. Ví dụ có những kỳ dài 5cm nhưng có kỳ dài 7-10cm thì em sẽ bù nhau cho các bác nhé. Em sẽ bù cho các bác kỳ dài kỳ ngắn với nhau, chứ không thể nào nhặt hết kỳ dài cho các bác được. Bởi vì nếu mà em bán tách riêng ra thì kỳ dài sẽ đắt hơn và kỳ ngắn sẽ rẻ hơn ạ. Em bán là 35.000 đồng một kỳ Phú Thọ. Ví dụ một chậu hai kỳ này có 70.000 thôi. Ngày trước 1.8 một sen, các bác bổ nhân lên 5-7 sen như vậy bao nhiêu tiền, giờ ta bán lỗ lắm rồi. Còn đây là năm cái trắng HO. Năm cái trắng HO thì có chậu một kỳ, có chậu tận hai kỳ thế này đó. Và cái dòng năm cái trắng HO hôm nay thì thân nù mập hơn rất là nhiều. HO ngày trước còn 5 triệu một sen cơ các bác ơi, giờ người ta rất thảm hại luôn ấy. Kỳ HO này thì bán 50.000 một kỳ nhá. Ví dụ chậu này 50 này, đấy, đồng giá hết 50.000. Kỳ cũng dài, dài đẹp. Đấy, chậu 2 kỳ thì là 100.000. Đó, đây là 5 cái trắng HO và 5 cái trắng Phú Thọ. Hôm nay em về bổ sung thêm những dòng cắt mới như là dòng cam lửa. Cam lửa hôm trước bán rất là chạy hàng và hôm nay lại về bổ sung thêm này. Cam lửa hôm nay bụi còn to hơn hôm trước nhá. Và em cũng sẽ cố gắng giữ giá cho các bác. Hiện tại thì nhiều cây đang có mèo nụ ạ. Đây là màu cam lửa, bụi to như vậy giá chỉ có 130.000 thôi. Dòng này thì dòng hai lá rất là siêng hoa, 130.000 đồng một chậu cam lửa. Riêng cát mua 3 chậu em sẽ miễn ship nhé. Còn bên đây đó chính là cát 7 sắc cầu vồng. Ui trời ơi, một bụi 7 sắc cầu vồng chưa bao giờ đẹp mê ly như thế này. Dòng này dòng một lá bông to, 7 sắc cầu vồng đó là dòng hàng tem nhé. Này, hàng tem luôn, rainbow các bác nhìn ạ. Bụi này nó phải gấp đôi những cái bụi ngày xưa bán. Ngày xưa bán là 200.000 một bụi mà nó chỉ có một nửa giá số lượng kép như thế này thôi. Và ngày hôm nay cái bụi to như vậy gấp đôi số lượng thân em cũng bán chỉ có 200.000 một bụi thôi nhá. Chỉ có 200.000 một bụi. Rất là đẹp.
Đây là 7 sắc cầu vồng. Hàng này hàng chọn nhá, hàng tuyển chọn những loại cây ít thân là bên em không lấy nữa rồi. Bởi vì trồng nó ít quá, một bụi này thì nó mới đủ thành một chậu cát. Và giá 200.000 thì các bác thấy không? Mình tranh thủ mua chỉ có tầm chục chậu thôi nhá. Đây là 7 sắc cầu vồng. Dòng hàng địa lan mà em sẽ xả cho các bác đó chính là dòng địa lan rất là hot. Năm nào cũng bán, đó chính là quốc sắc thiên hương nhá. Cái dòng quốc sắc thiên hương là dòng địa lan rất là được mọi người yêu thích. Và hôm nay thì cái hàng này tại sao em bảo là xả, bởi vì em có gửi xe về để em nhập cái lô hàng này em về bán lễ 20 tháng 11. Tuy nhiên thì do chậm trễ xe 2 hôm nên thành ra là cái những cái nụ hoa của nó ấy, cái nụ nó nở to rồi ấy, một số nụ nó hơi bị thui một tí, hơi bị thui, một số nụ vẫn bình thường các bác nhá. Đây cái lô hàng này em sẽ xả cho mọi người giá cực kỳ là rẻ luôn. Quốc sắc thiên hương. Lô hàng này về đáng nhẽ là bán 280 một chậu đấy ạ, 280.000 một chậu. Đó, các bác. Một chậu này là 280.000 đây này. Đó. Tuy nhiên thì do là cái nụ hoa của nó, cái thì gãy cần, cái thì nó bị nở hoa, cái thì gần tàn hoa rồi, hoa của nó màu xanh ngọc, lưỡi màu hồng rất là đẹp. Cây thì rất là ngon lành, rất là đẹp luôn. Này, nụ nó kiểu như này nó hơi bị thui này. Đấy, nên hôm nay em sẽ xả cho mọi người một chậu địa lan như vậy chỉ có bao nhiêu ta? Bán cho các bác 160.000 nhá, 160.000. Bác nào lấy 2 chậu em tính 300.000. Đấy nhá, 280 một chậu ạ. Cũng có nhiều cây vẫn còn nụ hoa nhá. Nhưng mà em không bán theo nụ hoa. Và các bác yên tâm là từ giờ đến Tết nó vẫn sẽ trồi lên những cái nụ hoa mới. Các bác nhìn này, một chậu rất là nhiều giả hành. Nó hết nụ hoa này nó bắt đầu lại trồi lên những cái này, cái ngồng hoa khác thế các bác nhá. Nên là các bác sẽ được chơi hoa liên tục. Cái dòng địa lan này em bán xả lô này là 160.000 nhá. Mua 2 chậu là 300.000. Chứ giá bán nếu mà nhập về bán nguyên giá nó phải là 280.000 một chậu ạ. Đó. Một chậu khá là nhiều nụ hoa nhưng bị thui mất, rất là phí. Tiếp theo là địa lan vương miện rồng xanh nhá. Địa lan vương miện rồng xanh hiện tại là chậu đang có đụ và đang có hoa. Một số cây thì đã bung hoa, gần như là bung hoa rồi. Đấy. Và một số cây thì vừa hoa vừa nụ. Nhưng hôm nay em sẽ xả cái lô hàng này bởi vì nó chỉ còn ít thôi. Giá cũ là 280.000 vương miện rồng xanh, hôm nay em xả cho mọi người 230.000 nhá. Dòng này cây lá biên rất là đẹp. Các bác lưu ý là hoa của nó, những cái củ giả hành, những củ giả hành nào chưa hoa nó sẽ tiếp tục lên hoa tiếp các bác nhá. Nên các bác không phải là hết hoa lần này là các bác không được chơi hoa nữa đâu. Đây là em xả này em còn tầm 5-6 chậu gì đấy là em xả luôn với giá 230.000. Còn đây là một chậu địa lan kim long bào. Giá cũ là 270.000, một chậu này rất là đẹp. Còn duy nhất một chậu em bán 250.000. Địa lan hôm nay thì em phục vụ nhu cầu chơi 20 tháng 11 của các bác ạ. Dùng để làm món quà tặng miếu các thầy cô giáo rất là đẹp. Đó chính là địa lan đỏ ruby. Cái dòng địa lan đỏ ruby, cái tên của nó rất là hay. Các bác thấy là cái màu hoa của nó là màu đỏ rượu vang này. Hoa đỏ đậm luôn. Màu đỏ rượu vang nhé, chứ không phải cái màu đỏ nhợt nhợt đâu ạ. Nhìn bên ngoài nó còn ánh lên cái màu ánh sáp ấy, cực kỳ là tuyệt vời luôn. Dòng này là dòng loại A, một chậu rất là nhiều nụ hoa. Đây, đây bông hoa nó vừa nở mà vừa trúng chín nở cho mọi người. Còn nếu mà các bác thích hàng nụ thì em cũng sẽ gửi hàng nụ cho các bác nhé các bác nhé. Một chậu loại 2 ngồng và loại 3 ngồng. Em xem nào, loại này là loại mấy cần hoa? À, một chậu trung bình sẽ là 3 cần hoa các bạn. 3 cần hoa. Đây cho mọi người xem này, có những cần hoa nó mới nhú này. Và các bác yên tâm là một chậu này nó cực kỳ là nhiều giả hành. Thì những cái ngồng hoa nào nó chưa nhú ở những cái giả hành khác nó sẽ tiếp tục nhú sau. Hàng này là hàng loại A nhá, ngồng nó rất là cao và rất là nhiều nụ. Địa lan đỏ ruby này các bác chỉ cần trồng tặng một cái chậu địa lan này cho thầy cô giáo thì em thấy nó rất là đẹp luôn. Đấy, một chậu địa lan cho mọi người xem. Đấy, nó rất là nặng. Và giá thành của một chậu địa lan đỏ ruby loại 2 loại 3 ngồng hoa. Em thấy là đa phần là 3 ngồng hoa. Em không biết là có 2 ngồng hoa hay không nữa. Trung bình là 3 ngồng hoa đấy ạ. Đúng không? 3 ngồng hoa này thì em xin phép bán với giá là 300.000 đồng một chậu nhé. 300.000 đồng một chậu địa lan đỏ ruby 3 ngồng hoa. Cái loại này là 3 ngồng. Loại 3 ngồng là em đang tham khảo thị trường, người ta bán từ 330 đến 350. Còn loại 2 ngồng người ta đã bán 300.000 rồi. Loại 2 ngồng mà người ta đã bán 300.000 rồi. Đấy, cần nó rất là cao. Cái này thì nếu các bác phân vân là hiện tại không biết đến ngày 20 tháng 11 rồi, các con của mình không biết là có món quà nào để tặng thầy cô không, thì một chậu địa lan như vậy nhìn nó rất là sang, nó rất là to, nhìn nó rất là hoành tráng ạ. Đấy, chỉ có 300.000 thôi, đẹp chưa? Các bác bây giờ mua một cái lẵng hoa rẻ tiền nhất thì nó cũng rơi tầm rẻ nhất thì 300.000 rồi, còn đẹp thì nó phải 5-6 700.000 một lẵng hoa. Nhưng mà nó chỉ chơi đâu đó thì
tầm có một tuần thôi đã tàn. Và thứ hai là chơi xong gần như là mình vứt đi hoàn toàn. Những cái cây địa lan này mình chơi xong á, mình còn trồng. Mình trồng, mình làm giống được cho những mùa hoa năm tới nhá. Đấy, hàng mới về. Hôm nay có cập đến một lô đai châu Thái. Và loại này thì khá là nhiều màu sắc các bác nhá. Hàng này thì không có phân màu đó. Cây cũng đang lên nụ. Đó, đai châu Thái nhiều màu như vậy. Cây cũng to, cây to, đẹp, đang sương nụ hoa. Và em bán một cây với giá là 150.000 nhé. Hàng Tết đai châu Thái rất là cao. Tuy nhiên thì cái lô hàng này là với cái giá thành này em thấy là rất là hợp lý. Bởi vì có những lô hàng vẫn cao ngất ngưởng này em không dám lấy. Cái lô này em hợp lý, em nhập thế mấy chục cây về em bán cho các bác để chơi Tết. 150.000 một cây. Đai châu Thái sau lai mặt trời Bangkok ạ. Em còn duy nhất một chậu cuối cùng đi ạ. Một chậu cuối cùng này. Cây to, cây này là nghĩa là 280-290. Nhưng mà cái lá này vận chuyển nó hơi bị dập một tí. Hàng này đang lên nụ nhá. Hàng này là hàng chơi Tết này, đang lên nụ này. Cây này em bán 230.000. Nhiều cặp lá. Đếm là 2, 4, 6, 8, 10 cặp lá. Đang cặp lá số 11. Đai châu lai mặt trời Bangkok 230. Dendro nhà em thì liên tục cập nhật nhé. Và hôm nay để bổ sung thêm một số những mặt hàng mẫu mã Dendro mới ạ. Các bác xem trong video những mẫu nào mà các bác chưa có lô vừa rồi thì hôm nay các bác có thể đặt thêm. Dendro nhà em đang nhặt hàng đi ạ. Đó, rất là nhiều loại và tất cả đều phân thành từng luống, thành từng lô rồi. Và khi các bác nhà hàng, các bác đặt hàng, các bác đọc đúng tên và bên em sẽ ghi tên cho vào thành bầu. Dọc Dendro này là hiện tại nhà em nhập để cho các bác phục vụ nhu cầu chơi Tết Nguyên Đán năm nay. Và dòng Dendro có một đặc trưng là dễ chăm, dễ trồng và độ bền hoa của nó kéo dài từ 2 đến 3 tháng, thoải mái chơi hoa. Và loại này thì hoa nở quanh năm suốt tháng cơ, chứ không phải là chơi mỗi Tết đâu ạ. Còn Tết là cái nhu cầu sắp tới, còn đâu là cái hàng này chơi hoa quanh năm nên các bác rất là yêu thích. Dendro thì không phải loại nào nó cũng cao như nhau, bởi vì tùy bản chất từng cây, có cây cao, có cây thấp, có loại cao, loại thấp, nên các bác khi các bác xem tình trạng cây loại nào mà các bác yêu thích thì các bác đặt. Nếu các bác chỉ thích loại cây cao thì các bác có thể gọi điện cho bên em và chốt cho những cái loại cây cao. Còn nếu các bác thích chọn theo mặt hoa thì các bác phải chấp nhận là cái mặt hoa của loại này thì nó cây nó chỉ được như vậy thôi, và loại có những loại thì cây nó cao thì mình chọn cây cao nhé. Hàng về rất là đẹp đấy ạ, có những chậu về này, bụi lùm xùm rất là nhiều thân. Và sau đây thì em sẽ điểm qua từng loại và báo giá các bác và quay cho bác tình trạng từng cây. Các bác nào muốn xem có thể đặt 10 cây, 10 chậu, 10 màu cũng được. Bên em bao ship từ 10 chậu trở lên nhá. 10 chậu trở lên em sẽ bao ship đối với dòng Dendro nắng này. Sau đây thì em xin điểm qua lần lượt ạ. Dendro vàng lưỡi đỏ nhá. Cái dòng này hoa của nó màu vàng đậm và lưỡi của nó màu đỏ đậm, cây thử nó thân nù mập rất là đẹp. Dòng vàng lưỡi đỏ này, một chậu như vậy giá 70.000 đồng một chậu. Thân rất là mập luôn. Cực kỳ là mập. Dendro vàng lưỡi đỏ. Cây của nó đã chuẩn bị đứng ngọn hết rồi ạ, chuẩn bị cho hoa. Ăn ba Đài Loan. Dòng này hoa của nó cánh bầu, bụi ăn ba Đài Loan thì rất là đẹp, rất là tơ. Lô hôm nay thì cây tơ, hôm trước thì cây nó đứng ngọn hơn. Và lô ăn ba Đài Loan này hôm nay lắm cũng 70.000 đồng một chậu ạ. Hôm nay thì em có về một loại hàng mới, đó chính là đa răng blue. Đó, cái dòng cây đa răng blue là cây mới nhá. Cây mới về lô ngày hôm nay. Cái này thì chuẩn bị trồng sang giá thể là than rồi. Cây đứng ngọn rồi. Thân rất là đẹp. Giá là 70.000 đồng một chậu đa răng blue. Loại này thì vòi dài xương hoa. 70.000. Thỏ xưa hôm nay thì cây cũng khá là lùm này, nhiều thân này, chiều cao chỉ tầm một gang tay ạ. Thỏ xưa, bông tay thỏ với hoa màu trắng lưỡi tím. Dòng này giá 70.000. Dendro Dogemon. Cây hôm nay thì rất là mập này. Và thứ hai là cây của nó rất là cao này. Đó, đứng ngọn, đứng vòi hết rồi. Chuẩn bị là nhú vòi nụ. Doraemon hôm nay cây đẹp chưa? Và cái hoa của nó rất là đẹp nhé mọi người nhé. Cái dòng hoa cũng rất là đặc sắc. 70.000 đồng một chậu Doraemon. Thỏ vàng ạ, hoa của nó màu vàng tươi. Và bông hoa tay thỏ rất là đẹp. Cây cao to và chuẩn bị đứng ngọn nhé. Cây thỏ vàng hôm nay là cây tơ, rất là mập. Thỏ vàng em bán với giá là 70.000 đồng một chậu. Em có nhiều loại thỏ ạ. Thỏ vàng lưỡi đỏ. Đây là những cái loại khác nhau nhé. Các bác nhìn kỹ mặt hoa cho em ạ. Tình trạng cây nó sẽ khác nhau. Dendro che tím ạ. Cái bông che tím của nó đây. Cánh rất là bay. Và đây bông hoa của nó đây. Mọi người xem này. Tai của nó cũng rất là giống tai thỏ ạ. Đây bông che tím của nó rất là đẹp nhé mọi người nhé. Một chậu che tím này. Cây đứng ngọn là em bán với giá là 70.000 đồng một chậu. Cập bến một lô nhện đỏ các bác nhé. Nhện đỏ hôm nay về thì cây của nó bắt đầu chuẩn bị nhú lên những cái ngồng nụ đây ạ. Mọi người thấy đây, cây của dòng này của nó thì nó sẽ rụng lá gốc nhé, và nó đang đứng ngọn và chuẩn bị sưng nụ đó. Cái dòng nhện đỏ các bác thấy cái nụ của nó ngắn như vậy thôi, nhưng mà khi nó đã phát triển dài thì các bác thấy cái cần hoa nó phải dài 6-70 cm. Đây là bông hoa nhện đỏ nhà vườn người ta gửi cho em, và dòng này thì hoa có mùi thơm nhé. Nhện đỏ ạ, cái bông hoa này gửi lâu rồi chắc nó sắp tàn rồi. Cái cần hoa không nghĩ là một cái cây bé tí như thế này mà nó lại cho ra cần hoa rất là dài như thế.
Đó, nhện đỏ em bán 70.000 đồng một chậu ạ. Nhện đỏ, bông đỏ cánh xoắn rất là đẹp. Dendro ngọc trai đen nhé. Hôm nay thì mới về cái dòng ngọc trai đen. Và chậu hôm nay cũng khá là nhiều thân. Đấy, cái bông hoa của nó màu rất là sang nhé. Nhìn rất là sang và rất là đẹp. Cái màu hoa của nó sáp bóng. Ngọc trai đen này thì em bán với giá là 70.000 đồng một chậu. Chiều cao tấm hơn một cang tay và rất là nhiều thân ạ. Không trai gôn hôm nay về cái chậu của nó thân rất là nù mập và cây nó rất là cao. Cây hôm nay thì phải nói là đẹp mướt trong tất cả những các lô mà em vừa rồi em nhập nhé. Cây nó chuẩn bị đứng ngọn để cho hoa rồi. Và cái thông chai gôn này hoa của nó rất là siêng, rất là dài. Hoa của nó màu cũng màu vàng, lưỡi đỏ. Đó, một chậu thông chai gôn này em bán với giá là 70.000. Tím Huế ạ, cái màu tím mộng mơ. Và cái dòng này phải nói về độ siêng hoa thì dòng tím Huế có rất là nhiều những tác phẩm về dòng tím Huế này rồi. Và cây hôm nay cây tơ đẹp lắm ạ mọi người ơi, cây tím Huế đây. Và tím Huế ngày hôm nay cũng 70.000 nhé mọi nhá. Cái lô tím Huế ngày hôm nay chiều cao tầm 1,5 cang. Bao đẹp luôn ạ. Rồi em giới thiệu là thỏ vàng, còn đây là thỏ vàng lưỡi đỏ. Hai cái mặt bông của nó khác nhau. Và cây thỏ vàng lưỡi đỏ thì cây nó thấp hơn cái dòng thỏ vàng. Nó chỉ cao hơn 1 cang tay thôi, tầm 1,5 cang đổ lại thôi ạ. Cái cũng là cái dòng cây tơ. Cái thỏ vàng lưỡi đỏ này em bán là 70.000 đồng một chậu. Long đỏ lâu lắm rồi không có về cái lô hàng huyết long đỏ. Ngày hôm nay thì lô hàng huyết long đỏ cây về. Hàng bao đẹp, tơ mướt mượt mượt luôn đó. Bông huyết long đỏ hoa màu đỏ đậm, siêu đẹp. Những bác nào yêu thích màu đỏ thì dòng huyết long đỏ là cái dòng bán cực kỳ là chạy hàng. Chiều cao tầm hơn cả 1 cang tay. Cây huyết long đỏ này em bán với giá là 70.000 đồng một chậu. Thân của nó cũng hơi tía đỏ nhé mọi nhá. Dendro cánh chuồn, lô đợt này cánh chuồn đang chuẩn bị nhú ngồng nụ nhé mọi nhá. Đây cánh chuồn đang chuẩn bị nhú ngồng nụ. Và cây nào cũng thế luôn. Và cánh chuồn nhé, hôm nay em bán là 70.000 đồng một chậu. Cánh chuồn. Bà liễu xưa hoa thơm, top trong những cái dòng hàng hoa lan được rất là nhiều người săn đón và bán chạy nhất ạ. Dòng bà liễu xưa hay pen soda xưa bao giờ cũng là số lượng nhiều hơn so với những loại còn lại. Bởi vì nó là dòng chơi hương, hoa thơm, cánh bay cực kỳ là đẹp. Bà liễu xưa này chậu phi 12 mọi người nhé. Phi 12 và cây tơ như thế này. Một số thì đã chuẩn bị đứng vòi, một số thì một số còn vẫn đang đi ngọn nhé. Chiều cao tầm 1,5 cang. Một lô bà liễu xưa mướt đẹp như vậy em bán là 80.000 đồng một chậu. Bà liễu xưa hoa thơm, pen soda xưa hoa thơm. Em có nhiều size, loại size nhá. Cái dòng là size phi 12, còn pen soda phi 16, 18 thì nó sẽ chia theo hình. Em sẽ tính theo hình sau. Còn loại này thì em sẽ bán đồng giá. Một chậu pen soda xưa. Hiện tại thì cây cũng đã đứng vòi rồi. Cái này thì kích hoa để chơi hoa Tết. Quá là tuyệt vời. Và dòng này thì là dòng hoa cực kỳ là thơm. Em bán 80.000 đồng một chậu pen soda xưa. Đấy, pen rất là hút. Zaza mini, hôm nay thì về cái lô Zaza cực kỳ là nhiều thân mọi người nhá. Dòng Zaza mini này, đây là dòng siêng hoa nhất mà mọi người có thể trồng để bằng cách là trồng bằng chậu hoặc là cấy lên trụ, rất là đẹp. Zaza mini hôm nay em bán là 60.000 đồng một cốc ạ. 60.000 một cốc Zaza mini. Dendro thì ai yêu thích màu trắng thì có thể chuyển sang cái dòng hoa trắng 5N này. Cái dòng trắng mà trắng 5N này, hoa của nó màu trắng tinh khiết. Hoa cực kỳ là đẹp. Cây hôm nay là cây tơ. Mọi người nhìn này, cây tơ đẹp chưa? Đó, em sẽ cố gắng lựa cho các bác những cái cây đẹp nhất. Và khá là nhiều cây đang có vòi nụ mọi người nhé. Cây hoa trắng 5N này em xin phép bán 70.000 đồng một chậu. Vua mèo vừa mới về nhé mọi người nhé. Đợt này thì về một cái lô vua mèo. Chậu rất là đẹp. Hoa của nó rất là đặc sắc. 70.000 đồng một chậu vua mèo. An ba xưa hoa trắng lưỡi tím rất là siêng hoa nhá. Dòng này thì chiều cao 1 cang tay. Và đây ạ, một chậu của nó phải nói là sum xuê cực kỳ là nhiều thân. Riêng loại này thì các bác mà trồng khi mà cây phát triển nó sẽ thành là một bụi khủng nhá. An ba xưa em chỉ bán 70.000 đồng một chậu thôi ạ. Hoa màu trắng lưỡi tím. Người đẹp châu Phi ạ, đây là dòng Dendro mới hôm nay nhà em về. Và cái bông hoa, sắc hoa của nó rất là sang trọng. Mọi người có thể ngắm qua cánh hoa nào, nó là cánh sáp rất là đẹp. Nó ánh lên một cái vẻ đẹp rất là thuần túy đấy ạ. Cây của nó là cây tơ, cao, khỏe. Một số cây còn đang nhú vòi nụ nhé các bác nhé. Người đẹp châu Phi hôm nay thì về số lượng không có nhiều. Và em xin phép bán với giá là 70.000 đồng một chậu ạ. Hoa của nó cực kỳ là tuyệt vời. Vàng mai, cây cao, khỏe. Bông hoa màu vàng rất là tươi tắn. Một số cây đang chuẩn bị nhú vòi này. Đấy, vàng mai nhiều cây đang chuẩn bị nhú vòi rồi. Em bán 70.000 đồng một chậu vàng mai nhé. Cây tơ mướt đẹp. Năm cánh trắng quốc dân. Đây là dòng hoa của nó cánh trắng, lưỡi tím, cánh bầu. Đây ạ, một chậu năm cánh trắng quốc dân. Cây tơ đẹp như thế này, em bán 70.000 đồng một chậu. Đó, rất là cao. 70.000 đồng một chậu năm cánh trắng quốc dân.
ai yêu thích màu đỏ thì có thể sang cái dòng đỏ Sunday ạ. Hôm nay thì em có cái về cái đỏ Sunday nè. Cái dòng đỏ mới, hoa của nó màu đỏ rất là đẹp. Màu đỏ tự nhiên, đỏ tươi á. Cái đỏ Sunday này chiều cao cũng chỉ tầm một gang tay thôi. Tất cả đã ghi tên cho mọi người thành chậu rồi. Đỏ Sunday này em bán với giá 70.000. Bò tím lá mít vừa mới về ạ. Đây là cái lô bò tím lá mít này. Lá xoắn và cây hôm nay rất là cao, đứng ngọn gần như nó hết rồi. Cái bò tím lá mít này hoa tím đậm. Hoa siêu đẹp, 70.000 đồng mỗi chậu. Bò vàng, hoa màu vàng cánh xoắn ạ. Có rất là nhiều loại bò và cái bò vàng này cái bụi nó sum xuê cực kỳ là nhiều thân. Mọi người thấy không? Đang như sưng nụ hoa này, bò vàng 70.000 đồng một chậu bò vàng nhá. Giá trị 70.000 một bụi lùm nhiều thân. Bò blue lá mít, bò blue lá mít cây hôm nay đây tình trạng cây ạ. Bò blue lô nào gần như là cũng rất là hot hàng, cháy hàng. Bò blue cây đứng ngọn hết rồi, để đứng vòi hết rồi đây này mọi người này. Bò blue em bán là 70.000 đồng một chậu. Đó. Có bò tím, bò vàng, bò blue. Đỏ măng cụt. Tiếp tục lại một hoa nữa màu đỏ, cây lùn thân mập. Cây lùn thân mập nhá. Đấy, tùy từng cây, bản chất từng cây. Nhưng mà cây này dòng đã thắt ngọn rồi mọi người ạ. Dòng này bản chất lùn nhưng mà đã thắt ngọn. Một số cây đã thắt ngọn để chuẩn bị nhú vòi hoa. 70.000 đồng một chậu đỏ măng cụt. Burana. Đây ạ, Burana cây rất là đẹp luôn. Dòng cây tơ. Hoa thì cũng rất là xinh. Hoa xinh xuất sắc ạ. 70.000 đồng một chậu Burana. Cisaret. Hoa tím đậm và rất là siêng hoa. Chiều cao của nó thì rất là cao. 70.000 đồng một chậu Cisaret. Thỏ nâu, dòng cây thỏ rất là đẹp. Đã, cây thỏ nâu chiều cao trung bình tầm một gang tay. Cây đã đứng ngọn rồi. Thỏ nâu em bán là 70.000 đồng một chậu. Đỏ Kiên Giang ạ. Thỏ đỏ Kiên Giang 70.000 đồng một chậu. Thỏ đỏ cánh rất là bay. Tai lưỡi thỏ này 70.000. Một dòng thỏ nữa em xin phép giới thiệu đến các bác là dòng thỏ xưa. Cây thỏ xưa thì cũng không quá cao nhưng mà hoa của nó rất là đẹp. Hoa trắng, lưỡi tím, cánh bay. Đó, cái khuôn bông của nó giống tai thỏ nhá. Giá là 70.000 đồng một chậu thỏ xưa. Banana hoa thơm. Ai yêu thích hoa thơm thì cái dòng banana này là một cái dòng hàng quá là chuẩn và rất là chạy hàng. Bụi của nó thì thân mập, rất là nhiều thân. Banana này giá 70.000 đồng một chậu ạ. Hoa cực kỳ là siêng, hoa trắng vàng. Kinh hổ mang, cây cao vút và rất là nhiều những nụ hoa đang sưng lên. Đó, đây là kinh hổ mang, hoa tím, cánh bay, 70.000 đồng một chậu. Dáng xưa, hoa trắng tím và cánh bầu, rất là xinh. Dòng này thì siêu siêng hoa, dáng xưa thì thân siêu mập, đang nhú vòi nụ. Dáng xưa này em xin phép bán với giá là 70.000 đồng một chậu dáng xưa. Đeno vàng chanh, cây của nó rất là mập và rất là nhiều thân mọi người ạ. Chưa bao giờ lô vàng chanh về nhiều thân như thế này. Và vàng chanh thì hoa của nó như những cái chuỗi mảnh rất là đẹp, sai hoa. 70.000 đồng một chậu vàng chanh. Nắng 4N, cây tơ rất là đẹp nhá. Nhiều cây thì đang chuẩn bị nhú vòi và cây này đang đứng ngọn được ạ. Cây tơ, đấy một cái chậu nắng 4N giá chỉ có 70.000 một chậu thôi. Ai yêu thích cái nắng 4N thì nó là cái dòng hàng nắng quốc dân ngày xưa rồi, rất là đẹp. Nắng 114 là cái dòng hoa màu tím với viền màu trắng rất là xinh với sự hài hòa. Đây ạ, nắng 114 này, cây của nó đây. Tình trạng cây thì có những cây thì nó cao thì nó sẽ ít thân, còn những cây nào thấp thì nó sẽ nhiều thân. Đây là cái dòng nắng 114, nhưng tổng quan cái lô hàng đợt này thì về nó rất là đẹp. Nắng 114 70.000 một chậu. Công chúa nó là một cái dòng vàng nắng vàng mới nhá mọi người nhá. Cây đứng ngọn hết rồi để các bác kích hoa chơi Tết năm nay. Vàng công chúa hoa vàng tươi với giá chỉ có 70.000 đồng một chậu. Và một dòng cực kỳ là cao và thân của nó rất là mập, đang nhú nụ hết rồi. Cái này về các bác kích hoa thì vòi hoa của nó lên rất là nhiều, rất là sai. Một cái thân này nó phải lên đến rất là nhiều mắt hoa, đó chính là cây tím 294 nhá. Cây cao, rất là khỏe và đẹp. Tím 294 cái lá của nó hơi giòn nên chỉ cần chạm phát nó có thể là rụng cái lá nhưng không ảnh hưởng gì nhá. Bởi vì ngọn của nó đều thắt ngọn hết rồi ạ. Đó, đây những cái nụ hoa rất là đẹp này. Tím 294, hoa màu đỏ đậm. Em bán với giá là 70.000 đồng một chậu. Đấy, tùy từng dòng thì nó cây cao, cây thấp khác nhau. Mới về một lô vàng tia. Vàng tia cũng là một cái dòng hàng hoa của nó vàng với lưỡi màu đỏ tia ria rất là đẹp. Đây ạ, bụi vàng tia của nó nhiều thân này mọi người. Cây, một số cây còn đang nhú vòi. Đeno nắng vàng tia 70.000 một chậu. Đồng tiền vàng đổi màu mọi người nhá. Hôm nay thì về cái lô đồng tiền vàng đổi màu. Cái này thì nhiều khách hỏi lắm. Nhưng mà cái giống này bây giờ gần như là hết. Nhà vườn người ta đang trồng lại từ đầu.
nhiều cây đã đứng ngọn để cho hoa rồi mọi người này, đồng tiền vàng đổi màu. Nói qua về đặc trưng của loại này, đó chính là khi của nó bắt đầu nở hoa ấy, nó sẽ là màu hơi phớt trắng và dần dần nó sẽ chuyển sang màu vàng. Đó, chuyển sang màu vàng tươi đó, rất là đẹp, đó người ta gọi là đồng tiền vàng đổi màu là như vậy. Một chậu lùm nhiều thân như vậy, một số cây còn đang có nhú vòi này, em bán là 70.000 đồng một chậu đồng tiền vàng đổi màu. Nhiều cây đang nhú vòi, thân nó rất là lùn nhá mọi người nhá, nó lùm nhiều thân nhưng mà nó rất là lùn. Thỏ nâu ạ, thỏ nâu về, chiều cao thỏ nâu chỉ tầm một gang tay thôi. Khi các bác đặt thỏ nâu lưu ý giúp em, và hôm nay cây thỏ nâu em thấy là khá là lùm chùm nhiều thân, chứ hôm trước thì không được nhiều thân như vậy đâu ạ. Và một chậu thỏ nâu, tay thỏ nâu như vậy với giá là 70.000 nhá. Những dòng thỏ rất là thích. Thỏ đỏ Kiên Giang, thỏ đỏ Kiên Giang lô hôm nay cũng cao to hơn, chiều cao tầm một gang rưỡi, cây tơ mướt đẹp, cũng đã chuẩn bị đứng ngọn rồi ạ. Thỏ đỏ Kiên Giang, dòng cánh bay rất là đẹp, cánh mai. Loại này cũng 70.000 đồng một chậu thỏ đỏ Kiên Giang. Dendro mới hôm nay về đó chính là cây mắt phụng nhá mọi người nhá. Có mắt rồng và đây là mắt phụng. Đây là cây mắt phụng đây ạ. Cao to, thân tơ đẹp, 70.000 đồng một chậu cây mắt phụng. Hồng cánh tròn sổ chớp ạ. Cái dòng hồng cánh tròn này sổ chớp 5% thì cái loại này là cái loại mới. Cây của nó lùn rất là nhiều thân. Em còn đính kèm cho mọi người màn hoa trên màn hình. Và đây là cái loại sổ nhá mọi người nhá. Sổ có thể sổ ra bông như trên màn hình, còn nếu không nó sẽ là màu hồng hết. Và bông của nó cánh tròn rất là đẹp, 70.000 đồng một chậu. Dendro cam lửa, chiều cao chỉ tầm một gang tay thôi ạ. Cam lửa là cái dòng hàng thân lùn. Và loại này thì hoa của nó màu lửa, của cam lửa rất là rực rỡ. Đây ạ, một chậu của nó như thế này em bán 70.000, màu cam lửa. Hôm nay thì có về một cái loại cây hiện tại đang khá là hot trên thị trường, đó chính là cây thỏ đỏ lưng vàng. Thỏ đỏ lưng vàng sổ 5%, tức là cái này sổ ra có thể sổ ra cây chớp nhé, đỏ lưng vàng. Các bác nhìn thấy cây này tía tím lịm luôn, chiều cao chưa đến một gang tay đâu ạ. Cái đỏ thỏ đỏ lưng vàng sổ chớp này 5% này thì em bán là 70.000 đồng một chậu, 70.000 đồng một chậu thỏ đỏ lưng vàng. Mọi người lưu ý nhé, nếu mà đã sổ ra cây chớp ấy thì nó là một cây cực kỳ là giá trị, còn khi mà nó chưa sổ chớp thì bán theo hàng sổ số các bác mua thì nó sẽ rẻ hơn. Cây rất là lùn. Và trên đây là tổng hợp hơn 40 loại đen đô nắng khác nhau. Các bác đặt hàng liên hệ với em theo số điện thoại. Và đừng quên là mua 10 chậu bất kỳ sẽ được miễn phí ship vận chuyển nhé. Tất cả những dòng này bên em đã ghi tên từng cây và phân loại cho thành từng luống rồi. Mọi người yên tâm về chất lượng cũng như là độ bền cũng như là chuẩn giống chuẩn hoa. Đấy, hàng rất là đẹp.